livestream thế hệ mới như Hòa Minzy, livestream đứt nhiệt bài đủ trò bất chấp. Con chờ gì nữa, nhấn nút. Nhấn nút. Nhưng tái cưới cũng cảm lạnh như ai. Có người thắc mắc sao không nhận được áo, sao có hàng hả Lan chị ơi? Không phải là mình like khi mà không có hàng, mà bởi vì họ nói là họ có hàng để cho mình like. Khi mà mình like xong thì họ không nghĩ là cái số lượng like của mình lại bán được nhiều như vậy. Thế cho nên là không còn cách nào khác. Hoa Minzy vốn được biết đến là thánh livestream thế hệ mới và rất nhiều khoảnh khắc đi vào lòng người. Thế nhưng cô nàng cũng nhanh chóng gặp nạn khi thông báo đã bị TikTok shop hủy đơn 1.000 đơn hàng với lý do rằng sau đó khiến nhiều người hâm mộ không khỏi cạn lời. Cụ thể, người đẹp quê Bắc Ninh chia sẻ, cửa hàng của cô vì quá hot nên đã bán hết sạch hàng, không còn hàng để giao cho khách, dẫn đến việc TikTok hủy đơn hàng của những vị khách đến muộn. Cô nàng chia sẻ rằng, trước khi mình like thì bên phía hãng báo vẫn còn hàng. Tuy nhiên, họ không ngờ lại được ủng hộ lớn đến vậy nên đã bán hết hàng nhanh hơn dự kiến và không còn hàng để giao cho mọi người. Lý do này được đưa ra khiến nhiều khán giả không biết nên khóc hay nên cười cho cô nàng, bởi đôi khi được yêu thích quá cũng khổ. Dù vậy, nhiều khán giả cũng bình luận, hy vọng cô nàng sẽ được phía nền tảng hỗ trợ nhiều hơn giúp cho việc buôn bán và phát trực tiếp trở nên thuận lợi hơn. Được biết, đây cũng không phải lần đầu cô nàng hết hàng sớm hơn dự kiến. Mọi người còn tự hỏi rằng, không biết trong thời gian tới nên vào xem nữ ca sĩ Tấu Hài mà không mua hàng, chờ đợi gặp sự cố không? Nhưng nhiều cộng đồng mạng lại lo lắng, nếu ai cũng như vậy thì biết bao giờ Hòa Minzy hết hàng. Thế là mọi người lại tiếp tục căng thẳng tìm cách giải quyết cho Hòa Minzy. Trước đó, Hòa Minzy cũng gặp vấn đề hết hàng trong lần đầu tập tành livestream. Cô nàng đã rất thảng thốt khi không đủ sản phẩm để bán. Hết hàng rồi là sao? Nữ ca sĩ bất ngờ khi số lượng đơn lên quá nhanh. Thậm chí cô còn bối rối vì không biết phải làm sao, nên đã có ý định bán cả cây son mẫu vì không còn gì để bán cả. Là vì hết son rồi. Thực tế lương tâm đang bán hàng mà hết son rồi. Thì có ai mua cái cây đang đánh không? Vì có động lực to lớn và gia đình nên dù chưa quá thành thạo trong lĩnh vực kinh doanh, cô nàng vẫn chăm chỉ lên livestream bán hàng mỗi ngày khi có thời gian rảnh rỗi sau khi kết thúc công việc chính. Những tình huống tấu hài trong livestream của cô cũng thừa nhận được lực tương tác cao của khán giả. Thậm chí cũng là một ca sĩ thực lực nên khi đang live, cô đã quyết định vừa hát phục vụ văn nghệ vừa chốt đơn cho mọi người. Dù là có đôi lúc lo cả hai cùng lúc sẽ khiến Hòa Minzy gặp phải những tình huống trớ trêu như tư vấn sai sản phẩm hay đang hát phải dừng lại chốt đơn, nhưng giọng hát cùng tính tình vui vẻ của nữ ca sĩ lại thêm sự thật thà trong tư vấn. Có sao nói vậy cũng đã đủ để khiến cho cộng đồng mạng thích thú mà vào xem livestream của cô nàng. Nhiều người còn nói rằng cô nàng cứ la Tấu Hài như vậy là chết Lê Dương Bảo Lâm rồi, vì không mấy chốc sẽ chiếm mất ngôi vị thánh lai của nam diễn viên mất. Thậm chí đồ cháy hàng cũng đủ cho thấy sức hút của Hòa Minzy trên đấu trường livestream, rất xứng danh được khoa livestream thế hệ mới mà cộng đồng mạng đặt cho. Có thể thấy Hòa Minzy luôn nhận được sự yêu mến đấng lao từ khán giả. Con trai của nữ ca sĩ bé Bo cũng hút fan không kém mẹ bởi gương mặt điển trai đáng yêu và sự ngoan ngoãn nhờ được mẹ nghiêm khắc dạy dỗ từ bé, nên cũng có rất nhiều người muốn ủng hộ sự nghiệp lấn sân là thánh lai của Hòa Minzy. Còn bạn có thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết về nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.